Hai cựu thứ trưởng đó là Thượng tướng Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành. Bùi Văn Thành thì vừa rồi bị giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá đúng không? Rất nhiều người cho là như vậy là đã thoát được cái tội. Và tiến sĩ thì không tin, trong rất nhiều lần thì tiến sĩ đã nói rồi. Thì hôm nay thì chính thức là cách đây độ bây giờ là 5 giờ 18 phút thì cách đây độ 8 phút và thì là đã có thông tin chính thức từ các cái website của nhà nước là hai cựu thứ trưởng Bộ Công an bị khởi tố, ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị cáo buộc liên quan đến vụ án Phan Anh Vũ, không cáo buộc với này lạ đúng không? Thế và rất nhiều người thì cho là các ông ấy đã thoát, nhưng mà tiến sĩ thì cũng rất nhiều các cái bạn trên đã nói là thật ra cái thông tin về hai cái ông rời con này thì nhiều, không phải chỉ hai ông này đâu, sau hai ông này là còn những ai nữa, mà còn là một cái câu chuyện. Vâng, cũng tiếp tục sẽ những cái hành động của cơ quan các quyết định, cơ quan chức năng tới đây nó sẽ trả lời, nhưng mà chắc chắn là sau hai ông này còn nhé, còn nhiều chứ không phải là chỉ hai ông này đâu. Bởi vì sao ạ? Những cái thông tin về những cái tướng công an mà gọi là có dấu hiệu phạm tội thì không phải là bây giờ đâu, không phải năm nay đâu, mà nó tràn lan trên mạng, một số các trang mạng xã hội cách đây vài ba năm rồi nhé, thậm chí là những cái bằng sức hết sức xác đáng rõ ràng. Lúc đầu thì còn nghi ngờ đó là những cái bằng chứng là nó chất giả tạo, bị tạo, nó bị photoshop hay nó bị cái gì, nhưng mà bằng rất nhiều các cái phương pháp thì tiến sĩ cũng đã nói với các bạn nhiều lần rồi đấy. Và cho nên là chính vì đôi khi là cũng nói cái chuyện đấy nên bị nhiều bạn cho là mạnh mồm, với thậm chí là nhiều các cái bạn bò đỏ, các bạn ấy cho là mình cứ hay nói lung tung nói xàm. Và thì hôm nay là ngay chiều nay cách đây mới độ khoảng 10 phút thì là đã có thông tin chính thức, và cái này có lẽ là nó cũng cũng có tính chất quy luật đấy các bạn ạ. Một thời gian khá là lâu nay thì có tính chất quy luật là các cái thông tin về công bố khởi tố truy tố bắt giam thì nó hay diễn ra vào thứ sáu hoặc thứ bảy đúng không ạ, khá là lâu rồi đấy, có lẽ là khoảng một năm nay thì các cái quyết định công bố, các cái quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định kỷ luật này, hoặc là những quyết định từ phía cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát Công an thì hay công bố vào sáu thứ bảy, thậm chí là hôm một thứ hai. Mà hôm nay thì trong cái buổi chiều hôm nay thì có mấy cái thông tin này. Một là trước đây độ mấy tiếng đồng hồ thì có những cái thông tin về anh Tất Thành Cang liên quan đến cái chuyện là mổ xẻ những cái việc là những cái sai phạm của anh Tất Thành Cang và cái công ty Tân Thuận nhé. Cái đó tôi cho là cũng nếu mà nó đúng với những cái logic mà lâu nay chúng ta đã từng thấy thì có lẽ là gì ạ, cái việc mà sẽ có những quyết định kỷ luật cho anh Tất Thành Cang có lẽ là cũng không xa nữa, và tôi nghĩ là có thể là trong tháng 12 này, bởi vì là nó sẽ xảy diễn ra một cái hội nghị trung ương là thứ 9, và trong đó có cái việc mà thực ra cái cơ quan nhà nước đã thông báo rồi, Tất Thành Cang là cái đối tượng của là ban bí thư quản lý, bộ chính trị quản lý thì phải đưa ra ban chấp hành trung ương đúng không, và có lẽ là với những cái diễn biến ở cái nơi ở anh Tất Thành Cang anh đã làm những cái vụ án như là Thủ Thiêm, như là Tân Thuận thì sau khi mà biện pháp về kỷ luật anh Tất Thành Cang thì có lẽ là cái biện pháp tố tụng tôi cho là nó cũng xảy ra rất là nhanh thôi. Tôi đoán như thế. Thực ra thì nhiều lúc mình cũng muốn là những cái dự đoán của mình là sai, trước đây mình cũng nói mà trước những cái chứng cứ như vậy thì mình cũng nhiều lúc muốn đoán là sai, bởi vì những cái hiện tượng, những cái dấu vết, cái thông tin về dấu hiệu phạm tội nhiều quá. Nhưng mà tôi nói rồi đấy, một là bây giờ mà để phạm tội nhiều như vậy mà bây giờ bắt hết thì như là đồng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng từng là cựu chủ tịch quốc hội bảo sai, thế mà bắt hết thì lấy ai làm việc đúng không, và cái đấy thì cái nhận định cái thì cũng chưa hẳn là đúng, nhưng mà rõ ràng là cái việc bắt nhiều như thế thì nó gây ra cái tổn thất. Cái thứ hai nữa anh, là cái việc bắt bớ nhiều như thế thì truy tố khởi tố xét xử thì vận chuyển các anh chạy giam nhé, nhiều như thế thì thực ra cũng phải lấy từ cái nguồn ngân sách mà từ cái tiền thuế của tôi, của các bạn, của 90 triệu cái đồng bào chiến sĩ cả nước này, chứ có phải ở trên đời nó xuống đâu. Thế nhưng không sung sướng gì đúng không? Cái thứ tư nữa là nói như vậy thôi, được cùng là cái giọt máu đào, gọi là đồng loại đồng bào, chả sung sướng gì khi mà phải nhìn đến cái ông, những cái người khác, huống hồ là những ông tướng ông tá đúng không? Thế nhưng có một điều như này này, nếu bao giờ các ông không phạm, các ông phạm tội mà các ông lại là củi to để bướm chúa đấy mà không phạm tội mà lại không truy tố bắt các ông thì nó cũng bất cập đúng không, bất cập lắm. Thế cho nên là có những điều mình muốn chẳng được mà không muốn không được. Thế nhưng, đấy là chưa nói là trong một cái điều kiện như hiện nay nó lộn lẻo như hiện nay thì cái việc mà khẩn trương này xem xét kỷ luật và khởi tố bắt giam mà xét xử, thậm chí là tiêm thuốc độc cho cái bọn mà nó phạm tội. À, có một cái quy luật là tướng loan càng sao càng nhiều thì phạm tội càng to đúng không, đấy thì lại là cái việc lại tức là phải đưa chúng kịp thời truy tố xét xử, lại là một cái việc mà nó để đáp ứng là
tình hình đất nước chúng ta hiện nay cũng đáp ứng cái nguyện vọng của người dân đấy, phải nói rõ nhé, chứ không phải là người dân là có ý đồ là muốn là tất cả mọi người người khác là vào tù vào tội, không phải muốn là muốn kẻ phạm tội gây tội ác gieo rắc tội ác với nhân dân với đất nước, mà thậm chí với chính Đảng Cộng sản Việt Nam là cái chính thể mà họ mặc áo họ tự xưng họ là thanh kiếm họ bảo vệ, nhưng họ phản lại chính cái đảng của họ nhé. Thế phần nữa là họ phản lại dân phản lại nước thì cái đối tượng nó phải chính trị, phải các bạn? Thế không có đề khi mà thông báo như này rồi là cũng nhiều bạn bò đỏ nhảy vào là chửi là có bạn là chỉ địt mẹ mày, thấy người ta bị bắt thì mày sướng thế nhé, rồi đến lúc mày vâng mình có làm gì đâu mà bị bắt, và kể cả nếu mà mình phạm tội vô tình hữu phạm tội mình bị sự trừng phạt là điều tất nhiên thôi đúng không, nhưng không ai muốn. Rõ ràng cái đó là phải có một cái thái độ rõ ràng. Nhưng qua tôi cái livestream qua tôi nói các bạn đọc cái bài thơ Vương Bạn là hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Thực ra cái tội ác mà cái đám quan chức bây giờ nhé, nó gây ra cho người dân thì cũng không thua kém gì cái đế quốc phong kiến này trước đâu, mà thậm chí nhiều người người ta còn nói là còn hơn nhé. Ông Võ Viết Thanh mà khi ông đi qua cái Thủ Thiêm ông bảo ông trông nó còn tang thương hơn là B52 nhé. Thế trong cái việc mà gọi là phải chỉ mặt, phải không, đứa nào bắn anh đó, đạn nào nhằm trúng anh, khôn thiêng xin chỉ mặt gọi tên nó ra anh đấy. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì phải vạch mặt chỉ tên lôi những cái kẻ mà gây tội ác với dân với nước ra là cái việc. Tất nhiên nó là cái việc chẳng đặng đừng không ai muốn, nhưng rõ ràng nó là cái việc phải làm, đúng không? Đấy, phải nói như thế. Hôm qua là rất nhiều các bạn bò đỏ này bảo mày thấy người ta bị bắt mày sướng lắm mà, đúng không? Rõ ràng một cái ác mà nó gieo rắc cái tội ác cho dân cho nước, thậm chí cho chính cái đảng cầm quyền này nó bị trừng phạt. Rõ ràng là nếu anh là nạn nhân, anh là cái người muốn tiêu diệt đó thì anh cũng không sướng, cũng là cái phản xạ phản ứng bình thường thôi, chứ không phải là, đúng không? Không phải là vấn đề gì. Thế bây giờ các bạn hỏi, các bạn nên đặt vấn đề tại là mình làm sao mà khi mà mình bị bắt mà người dân người ta mới sung sướng, thậm chí là như hôm nọ trong một cái hội luận tôi nói là hiện tượng rất bất thường ở Việt Nam hiện nay, và người ta bảo là nghĩa cha ông ta thì có câu là nghĩa tử nghĩa tạ. Thì ở Việt Nam hiện nay là cứ cán bộ, thậm chí là cán bộ cấp cao mà ốm đau hay chết thì sao dân ta cứ vỗ tay đồng đội, người ta ăn mừng bia rượu là cứ chảy máu đấy. Cái đó nó cũng là vấn đề đấy, có vấn đề, nhưng mà tất nhiên là phải lý giải nó, đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn mà để được người dân người ta yêu mến, người ta yêu thương, người ta chia sẻ các bạn, thì các bạn phải làm sao thì các bạn mới giành được cái tình cảm đó, chứ các bạn cứ ăn trên ngồi trước, và các bạn ăn không từ cái gì, bán không từ cái gì, các bạn hành dân làm chính, các bạn nói lấy được, đúng không? Thì không cải thiện được tình hình đâu nhá. Bây giờ tôi mới lại trở lại cái câu chuyện là thứ trưởng nhá. Thực ra là thông tin thôi. Cái này thì có lẽ đến bây giờ thì cũng nhiều bạn biết, bởi vì bây giờ đã là 5 giờ 25 phút thì cái thông tin đã đăng, các báo đồng loạt đăng là lúc 17 giờ 10 phút, tức là đăng cái thì 15 phút ạ. Và với một cái công cụ hiện nay là internet, phải không? Báo điện tử hiện nay thì có lẽ là 15 phút thì cái thông tin là thì đã nhiều triệu người chúng ta đều biết, cho nên là dẫu sao thì tôi cũng sẽ đọc lại cái thông báo. Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an bị khởi tố, ông Bùi Văn Thanh và ông Trần Việt Tân bị cáo buộc liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, đúng không? Thì báo này viết là Phan Anh Văn Vũ, có lẽ là sai, không sao ạ, đây là sai là anh đánh máy, sai sắp chữ Morat là không sao, đúng không? Vâng. Ngày 14 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can với hai cựu thứ trưởng Bộ Công an, đó là Bùi Văn Thành, 60 tuổi và Trần Việt Tân, 63 tuổi để điều tra dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Bộ Công an cho hay việc khởi tố nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. 4 tháng trước, ông Thành đã bị cách chức thứ trưởng, xóa tư cách thứ trưởng giai đoạn 2011-2016. Cách chức vụ trong đảng, giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá. Ông Tân cũng bị xử lý như ông Thành, giáng cấp từ thượng tướng xuống trung tướng. Bộ Chính trị cho rằng ông Thành đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân, gây dư luận và bức xúc trong xã hội. Đúng rồi, bức xúc lắm, đúng không? Ông Thành phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra nhiều sai phạm ở Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Kỹ thuật, chịu trách nhiệm khi để ra nhiều sai phạm ở Tổng cục Hậu Cần, Tổng cục Kỹ thuật, vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định của pháp luật. Ông Thành đã ký quyết định cho Vũ Nhôm tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho người này, mặc dù là không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn, đấy nguy hiểm không?
Ông Tân bị xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an. Bùi Văn Thành từng giữ các chức vụ là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ông Trần Việt Tân trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Công an vào tháng 10 năm 2011 từng là Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, ông nghỉ hưu năm 2016. Vâng. Cái này thì thực ra thì còn nhiều lắm. Vâng, bởi vì căn cứ vào một loạt các cái quyết định kỷ luật ấy, nhé. Kỷ luật vừa rồi thì kỷ luật đến 14, 15, 16 ông tướng ấy, nhé. Và tôi cho là rất nhiều trong cái số đó là không chỉ là dừng lại ở cái xử lý về mặt hành chính đâu nhá, về mặt đảng, mặt hành chính, tóm lại xử lý hành chính kể cả mặt đảng nhà nước, tước quân hàm quân hiệu, thậm chí là tước quân tịch cũng mới dừng lại ở vấn đề là hành chính thôi, chắc chắn là phải xử lý bằng pháp luật, chắc chắn. Vâng, một bạn thì vừa mới thả cái mặt cười rõ to và bảo là cũng ngồm những ai, mà ngồm những ai thì thực ra bây giờ mình cũng làm sao mà biết được, đúng không? Dự đoán thôi, dự đoán thì có thể nó không chính xác, có thể là chính xác, có thể không chính xác, nhưng mà rõ ràng là cái dự đoán thì có lẽ cũng không nên nói ra nó chạy mất làm lộ bí mật nhà nước, đúng không? Gây khó khăn cho các cái cơ quan chức năng, và có thể là nói ra thì lại bị những cái người mà người ta đang soạn thảo các bộ quy chế người ta khép vào những cái tội, ví dụ như là làm lộ bí mật nhà nước hay là cái gì đó, thậm chí người ta vu cho là xúc phạm bôi nhọ, phức tạp lắm nhé. Xin được các bạn điều đó chúng ta quan sát, mà chắc chắn là cái lượng còn nhiều đấy, mà không chỉ có bên công an mà cả bên quân đội và các cái ngành dân sự, dân chính đảng chắc chắn là có nhiều. Hôm qua thì diễn biến mới nhất thì hôm qua thì quân đội đấy, quân ủy trung ương cũng kiểm tra và đâu là cũng tước quân tịch năm cái đồng chí bên quân đội và năm người. Là nếu mà tước quân tịch chiến sĩ thì không phải đến quân ủy đâu, cấp một quân ủy trung ương quản lý nhé, thì là cũng là những nhân vật chung và cao cấp trong quân đội, và chắc là trong những ngày không xa thì chúng ta sẽ có những thông tin rất cụ thể, những người nào thì bị tước quân tịch, người nào là phải ra tòa nhé, phải chịu trách nhiệm liên đới, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có. Và cái đó thì rõ ràng là cái câu chuyện với đất nước thì chuyện buồn, nhưng mà rõ ràng trong tình thế hiện nay thì có thể đấy cũng là những tin mừng. Bởi vì sao ạ? Nếu nó buồn là những cái việc như thế, nó sai phạm như vậy nó lại không xử lý. À, bướm con bướm to bướm chúa không xử lý thì mình nó buồn, chứ còn bây giờ nó bị xử lý thì có lẽ là đấy những tín hiệu vui. Cách đây không lâu thì người ta cho là những cái đối tượng như vậy là những cái thành trì bất khả xâm phạm, một là nó được o bế, hai nó thuộc phe này phe kia, không sao cả, đúng không? Và phe ta phe mình, nhưng cho đến bây giờ thì những cái diễn biến về cái việc xử lý những cái đối tượng phạm tội phạm pháp để có thể nó diễn biến nó xảy ra ở tất cả mọi lúc mọi nơi, mọi lĩnh vực và mọi cấp, cũng không có vùng cấm, và cũng chứng tỏ là cũng không có phe phái nào cả. Những kẻ nào phạm tội là đều có thể là không phải có thể, những kẻ nào phạm tội là kiểu gì cũng sẽ bị pháp luật xử đấy, không sớm thì muộn, không trước thì sau. Cái đó nó tùy thuộc vào những cái diễn biến, những cái thực tế thôi. Tôi nghĩ là như thế, và thì tôi cho đó là cái điều đáng mừng. Vâng, và có lẽ là nói đến đây thì có lẽ là chúng ta cũng lại liên tưởng đến một cái câu chuyện mà lần đây tiến sĩ hay nhắc đến là cái gì ạ? Vâng, có lẽ đấy là một cái điển tích thôi, nhưng mà xem ra là nó cũng ứng nghiệm vào cái thực hiện hiện nay, là cái câu chuyện là thằng bố chết vâng thì thằng con sẽ bị thiên hạ cho ăn bùn. Vâng, có vẻ như là khi mà cái nhân vật rất là cộng cán mà lìa đời, mà trước đó thì dư luận người ta cứ xì xào là cho là đó là cái gì, đó là cái áo, thậm chí là có những người mà nói là bên dưới những cái người đó là nhung nhúc những kẻ phạm tội, có kẻ thì đã bị vào nhà giam rồi, nhưng có kẻ vẫn sống nhởn nhơ ở trong xã hội, thậm chí là có kẻ còn đang nắm những cái ở những cái chức vụ trong hệ thống chính trị, thậm chí là những chức vụ cao, thì người ta cũng cảnh báo rồi. Và tôi không nhớ không nhầm thì đó là Facebook anh Osin Huy Đức đã từng nói cái đó. Cũng cách đây độ vài tháng thì tôi cũng nhân cái chuyện và một cái sự việc cụ thể tôi cũng có nói, cũng có cái dự báo là thằng bột chết thì những thằng con sẽ bị thiên hạ cho ăn bùn. Không biết là nó có ứng nghiệm vào những cái việc như điện giới hay không, thì tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau quan sát, các bạn. Còn chứ bây giờ mình nói ra thì có khi nó cũng bất cập, phải không các bạn? Vâng, thế thôi. Đấy, cái live stream này nó sở dĩ là nó hơi đường đột, bởi vì sao? Mình mới dừng cái live stream về cái chuyện là mạng xã hội, nhưng cách đây có độ 20 phút thôi thì này live stream cái mạng này, bởi vì là nó cái câu chuyện cái thông báo của nhà nước về cái chuyện là khởi tố hai cái ông rời con, đó là cái ông thượng tướng công an
À, một ông thượng tướng, một ông trung tướng. À, ông Tân và ông Thành thì vừa được đăng tải, cho nên là mình cũng nhanh nhảu mình lên đây với cũng với cái ý nghĩa là gì ạ? Là bày tỏ cái thái độ của mình là vui mừng trước cái việc kẻ gian kẻ ác bị trừng trị, và cái thứ hai là cũng loan tin cho cộng đồng. Và chúng ta vì rất nhiều lý do có thể là chưa chưa kịp truy cập vào cái báo nhà nước thì chưa biết, thì muốn lên nói với các bạn, báo các bạn. Đến đây thì tiến sĩ xin nói lời chia tay các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo. Cảm ơn các bạn.